Chào các anh em yêu thích bộ môn lịch sử của Mr. Sui. Ngày 10 tháng 11 năm 1919 tại làng Kuya, vùng Aita của Liên Xô, một cậu bé đã ra đời trong một gia đình nông dân đông con. Người ta không thể nào ngờ rằng cậu bé ấy sau này lại chính là một vị tổng thống, công trình sư vũ khí nổi tiếng, là người đã chế tạo một thứ vũ khí mang tính cách mạng trong cuộc chiến tranh hiện đại. Đó chính là Mikhail Kalashnikov. Vũ khí do ông chế tạo, đặc biệt là khẩu AK-47, được chọn là vũ khí dễ sử dụng, bền bỉ đến kinh ngạc. Và trong kháng chiến chống Mỹ, không chỉ mỗi quân giải phóng dùng AK, đến cả biệt kích của Mỹ cũng chảy nước dãi với khẩu súng uy lực này. Vì sao biệt kích Mỹ lại thích khẩu AK đến thế? Thì ngay sau đây, xin mời anh em hãy cùng đi tìm hiểu với Xua nhé. Kalashnikov từ bé đã thể hiện niềm yêu thích của mình với chế tạo vũ khí. Sau khi gia nhập Hồng quân Xô Viết vào năm 1938, ông đã ngay lập tức thể hiện mình khi chế tạo máy đếm đạn cho xe tăng. Chỉ huy xe tăng Kalashnikov bị thương vào năm 1941 sau một trận đánh. Trong từ năm 1942 đến 1945, ông cho ra đời hàng loạt những mẫu súng carbine và súng tự động. Từ năm 1945 trở đi, ông bắt đầu nghiên cứu và sáng tạo súng tự động dùng cỡ đạn 76x39mm. Cho đến năm 1947, thứ vũ khí ông chế tạo đạt hiệu quả cao, vượt qua những đối thủ của nó trong các cuộc thử nghiệm và được đưa vào biên chế của Hồng quân. Tên gọi của nó là Automat Kalashnikova, súng trường tự động của Kalashnikov, hay chúng ta gọi quen thuộc hơn là AK-47. Kể từ khi được sinh ra, AK-47 có mặt trong mọi cuộc xung đột trên thế giới do dễ dùng, giá rẻ và dễ bảo dưỡng. Một trong những cuộc xung đột lớn nhất mà AK-47 từng góp mặt là tại Việt Nam. Tại đất nước của chúng ta, AK-47 trở thành vũ khí trực tiếp đối đầu với quân lính phương Tây, một đối trọng cực kỳ nặng đô với vũ khí của lính Mỹ. Tuy nhiên, thực tế chỉ ra rằng những toán lính biệt kích của Mỹ bằng một cách nào đó khi cặp khẩu AK thì trong đầu họ lại nhảy chữ phái chảy nước miếng, và họ sẽ tìm mọi cách để có thể sở hữu được khẩu AK ấy. Cho đến cả khi chiến tranh kết thúc, Mỹ còn tìm cách để sao chép công nghệ của AK-47. Thậm chí, Mỹ còn chế tạo đạn cho những khẩu AK-47 được lính Mỹ mang về. Một sự thật đáng lòng và phũ phàng cho các hãng chế tạo vũ khí của Mỹ, đó là lính biệt kích Mỹ ghét súng do Mỹ sản xuất nhưng ghét người dưng ngược lối. Nhưng các anh em có biết vì sao mà AK-47 lại tạo được tiếng tăm và uy tín của mình tại Việt Nam đến thế không? Nếu không thì hãy để Xuôi giải thích cho anh em nhé. Thanh thế và uy tín của AK-47 nổi như cồn trên thế giới sau cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước ta chính là nhờ những bộ đội quân giải phóng. Các chiến sĩ của ta có những kỹ năng sử dụng AK-47 đạt đẳng cấp võ lâm đại cao thủ. Lính Mỹ vẫn hay kháo với nhau rằng nếu mà đối đầu với những người lính quân giải phóng mà họ xả một loạt đạn dài thì cứ tự tin mà lên tiếng, vì đó chỉ là những người tân binh, chưa có kinh nghiệm chiến đấu nhiều. Nhưng nếu chạm mặt bụi cây biết nói mà nghe tiếng đạn điểm xạ AK tạch tạch thì gọi trực thăng đến đu cả ngay đi, vì đó là những người lính chính quy đã được rèn qua trận mạc. Việc nắm được kỹ năng điểm xạ AK theo loạt hai viên là một kỹ năng rất khó, nhưng một khi đã nắm được nó thì là một kỹ năng cực kỳ chết chóc. Với cách bắn loạt hai viên như vậy sẽ tăng tỷ lệ chính xác cho từng phát bắn. Từ đó, nhận diện thương hiệu của AK-47 và quân giải phóng cũng tăng lên, tạo nên một thứ uy tín cho khẩu súng này. Đến sau này, khi chế tạo thế hệ AK mới, Nga cũng thêm vào chế độ bắn loạt điểm xạ cho súng. Lại nói về lính Mỹ, sau khi đổ quân vào miền Nam, biệt kích lục quân và siêu đã thèm khát những khẩu AK-47 như thèm khát một bữa ăn ngon, một giấc ngủ đủ. Họ tìm mọi cách để có thể làm quen với khẩu súng này càng sớm càng tốt. Từ những khẩu súng chiến lợi phẩm tịch thu được sau những trận càn, AK-47 còn trở thành một thứ vũ khí không thể thiếu trong kho vũ khí chiến đấu của biệt kích Mỹ. Lý do đầu tiên và trên hết mà lính biệt kích của Mỹ thích AK-47 chính là AK-47 đã tuyên bố toàn bộ súng của Mỹ cỡ đạn và cả M16 là tuổi tôm về độ tin cậy. Thiết kế ban đầu của M16 rất tốt, tuy nhiên khi đến tay phía sản xuất, hàng loạt chỉnh sửa so với ban đầu đã khiến nó trở thành thiếu ổn định và không còn uy tín nữa. Như video trước của Xuôi đã phân tích, M16 là một ác mộng về việc bảo dưỡng, lau chùi súng. Ngoài ra, vỏ đạn quá mềm, dẫn đến việc dễ gây ra vỡ đạn bên trong khóa nòng và gây kẹt đạn. Thật sự quá thiếu uy tín, mà chỉ có con nghiện mới chơi với mấy thằng thiếu uy tín thôi. Ở bên đối đầu với M16, AK-47 ngâm bùn, ngâm nước, ngâm cát. Nói chung là đem đi nhúng đầu luôn, vẫn có thể chiến đấu được một cách bình thường. Với băng đạn 30 viên và ít bị kẹt, hóc đạn, AK-47 duy trì mật độ hỏa lực dài và dày hơn, không cho lính Mỹ đáp trả lại. Một đặc điểm nữa khiến biệt kích của Mỹ thích AK-47 chính là việc sử dụng súng của quân giải phóng để đi đánh nhau, khiến các chiến sĩ của ta trở nên bối rối. Lý do nằm bên trong mỗi băng đạn AK, cứ 3 đến 5 viên đạn sẽ có một viên đạn vạch đường. Theo những gì Xuôi được tìm hiểu qua các trang quân sự, thời kháng chiến chống Mỹ, những viên đạn vạch đường của bộ đội ta có đốm lửa màu xanh, sử dụng muối bari, và của Mỹ là màu đỏ cam, hỗn hợp strontium. Theo tiêu chuẩn của NATO, trong đêm khi ở khoảng cách xa không thể nhìn thấy nhau thì viên đạn vạch đường chính là cách để nhận biết đối phương là đồng minh hay kẻ thù. Và việc lính Mỹ sử dụng những khẩu AK bắn cả đạn vạch đường màu xanh lá gây ra sự nhầm lẫn rất nguy hiểm cho các chiến sĩ của ta. Thậm chí, Mỹ còn nghiên cứu các quy ước giao tiếp quẳng súng của ta như thế nào, bắn bao nhiêu loạt đạn để nhận biết địch ta. Từ đó,
nhiều chiến sĩ tân binh trẻ chưa có kinh nghiệm rất dễ bị biệt kích của Mỹ lừa và hy sinh dưới họng súng của chúng. Trích lời của một lính SEAL giấu tên kể với nhà sử học Doug Carey, người này đã nói rằng với số ít binh lính mà chúng tôi có thì việc đối đầu với một đơn vị đối phương là không thể. Tiếng nổ của M16 sẽ đưa đường, dẫn lối cho quân giải phóng biết được chúng tôi đang ở đâu và chắc kèo rằng chúng tôi không phải là người Việt Nam. Và thế là, để toán biệt kích của mình hoạt động ngon lành mà không bị phát hiện, Lầu Năm Góc đã kêu gọi quân đội Mỹ và Sài Gòn đi càn quét, lùng sục các vùng nông thôn do chúng chiếm giữ. Bằng mọi giá, phải tìm ra được quân giải phóng và các kho hậu cần vũ khí của ta để thu giữ những khẩu AK-47 và đạn dược cung cấp cho biệt kích. Kế hoạch này tương đối thành công khi Mỹ thu được một số lượng lớn súng đạn và AK-47 để cung cấp cho lính biệt kích của mình. Có nguồn tin khá buồn cười mà xuôi đọc được trên một trang quân sự. Một cựu lính biệt kích của Mỹ đã kể lại rằng bọn tớ từ chối ra trận và thực hiện nhiệm vụ nếu họ không đưa bọn tớ mỗi người một khẩu AK-47. Cây súng M16 thì như rác thải ấy. Ai lại đem một con búp bê Barrier ra chiến trường đánh nhau với quân địch bao giờ? Theo một báo cáo khác của lực lượng biệt kích SEAL về vũ khí chiến lợi phẩm thu được sau những trận càn, ghi chép rằng 7.400 viên đạn AK-47, số đạn này được giữ lại cho đội 2 SEAL. Cũng theo sử gia Kevin Doug Carey, nguồn cung cấp đạn dược của AK-47 lớn nhất cho biệt kích Mỹ đến từ chiến lợi phẩm sau mỗi trận đánh của họ. Sau mỗi trận đánh khi quân giải phóng đã rút đi, họ sẽ đến từng xác chiến sĩ của ta, lục từng bao xe, bao lô để tìm đạn dược và súng ống bị bỏ lại. Cho dù tỷ lệ tìm thấy không cao, nhưng vẫn có. Thậm chí, Mark Sock còn thường đưa lính biệt kích của Mỹ vào ngụy vượt qua biên giới Lào và Campuchia, săn ngược các đoàn xe hậu cần chở hàng chi viện cho miền Nam của ta chỉ để săn súng. Nhiều nhất là trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, và lính của Mark Sock còn là những người sử dụng AK-47 nhiều nhất trong quân đội Mỹ lúc bấy giờ. Tháng 9 năm 1970, họ còn thẳng thắn nói lên nguyện vọng được độ AK-47 chiến lợi phẩm. Phiên bản độ yêu cầu sửa đổi một vài chi tiết, lắp thêm ống giảm thanh và kính ngắm. Lý do việc họ yêu cầu bản độ như vậy là họ muốn enjoy cái moment được dùng AK-47. Ngoài biệt kích, Mark Sock cũng trang bị AK-47 cho thám báo của Ngụy. Chúng sẽ đóng giả quân giải phóng của chúng ta với quân phục giả. Một trong những đơn vị thám báo đóng giả quân ta kiểu như thế có một danh là Earth Angels. Người Mỹ cho rằng việc cho quân Ngụy đóng giả quân ta với súng AK và quân phục sẽ khiến cho chúng ta không thể nào phát hiện ra chúng. Nhưng mà hầu như đám thám báo nào ra Bắc hoạt động thì hai hôm sau để vào tù, Mỹ cũng chẳng hiểu vì sao. Ngoài thu giữ vũ khí chiến lợi phẩm và đem vào tham chiến, Mỹ còn có chương trình nghiên cứu và chế tạo số lượng lớn đạn đèo. Số đạn này khi bắn sẽ nổ sớm trong nòng súng, gây toác nòng, hỏng bệ khóa nòng, nhiều trường hợp gây nguy hiểm cho các chiến sĩ quân ta. Số đạn này sẽ được Mỹ tìm cách để đưa ngược về hậu cứ của ta, gây nguy hiểm khi các chiến sĩ ta sử dụng, như cái câu trong một tựa game: mua phải đạn tàu rồi. Việc đưa đạn kém chất lượng do Mỹ chế tạo về các căn cứ hậu cần của ta sẽ khiến cho các chiến sĩ không còn tin tưởng vũ khí của Trung Quốc và Liên Xô nữa, một âm mưu cực kỳ hiểm của Mỹ. Hiện tại, dù cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta đã lùi xa, nhưng những khẩu AK do Mỹ thu giữ đã qua thẩm định sẽ được gửi cho đồng minh của họ, chắc toàn là khủng bố do họ nuôi. Ngoài ra, họ cũng tìm cách để thu mua những khẩu AK-47 với giá rẻ dùng để huấn luyện cho binh sĩ của mình. Hiện nay, nhiều binh lính Mỹ đã ra trận cũng đem theo 1-2 băng đạn AK-47 theo bên mình. Dù đã bước qua lứa tuổi thất thập cổ lai hy, AK-47 hiện nay vẫn thể hiện được độ tin cậy, uy tín và bền bỉ đáng kinh ngạc của mình. Các anh em có sở thích về súng ống, cảm thấy giữa AK-47 và M16 khẩu nào đáng tin cậy hơn? Đối với xuôi thì súng của mỗi người là đáng tin cậy nhất. Những khẩu còn lại có hay không không quan trọng. Các anh em đừng quên nhấn like, share, comment video và đăng ký kênh Ngược Dòng Lịch Sử nhé. Xin chào tạm biệt các anh em.